Dạ vâng, và bây giờ em sẽ tiến hành test con lọc TDK30A để gửi cho anh Tuấn ở Vũng Tàu xem lọc này nó có hoạt động ok hay không nhé. Em đã đấu xong này. Rồi, và bây giờ em sẽ cắm máy đo độ ồn vào chiếc ổ điện gia đình của chúng ta. Đó. Rồi, và bây giờ em sẽ tiến hành cắm nguồn điện qua lọc xem nó có lọc sạch hay không nhé. Rồi. Đó, đèn sáng. Ok, đây. Nó qua điện là nó hoạt động bình thường nha bác. Rồi, em sẽ tiến hành cắm vào. Im re luôn nhá. Đó, lọc xuống còn 0,06 nhá. Rồi, em sẽ tiến hành đóng gói và gửi cho anh Tuấn nhá. Rồi, em chào anh.